chấm vô miếng mắm. What, 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 họ mặn chát luôn nè. What? What đây? What, yo? Ừ, tới công chuyện luôn. Để quét hơi nhiều, thấm vô luôn. Hai em có lóc người, trời ơi, đã quá trời đã luôn người ơi. Nè, người xem nó. Rồi, tới công chuyện luôn mọi người ơi, quá đã luôn. Em này hơn nửa ký mọi người ơi. Quất, quát lử câu của cảnh ra luôn mọi người. Nhờ anh cảnh ra lại sớm để hồi là cũng sảy luôn rồi. Mọi người, giờ nhóc chàng mới thăm được con cá rô mọi người. Ồ, có con cá rô nè mọi người ơi. Ánh hằng mèn đét coi nó bự nè mọi người. Ôi. Không, đợt trước cái cảnh đi cũng cũng làm hết con bự hơn con này nè mọi người. Bây giờ nhóc chàng giờ làm thêm con nữa mọi người. Quá trời, cái rô đồng nó bự nè trời. Ánh thần của nó bự. Quá đã mọi người. Ui, hết hồn cá rô. Hai, cảnh chào tất cả cô chú anh chị nha. Hôm nay cảnh với nhóc chàng lại đi cắm câu nữa mọi người, kiếm một mớ cá nữa để chút nữa coi có cá không. Rồi cảnh sẽ quay cho mọi người xem nha. Và tối nay mấy anh em cảnh sẽ cắm câu ở đụng Củ Chi nha mọi người. Đây, giờ nhóc chàng thì đang đi dọ chỗ giờ ở dưới mé dưới này mọi người. Thôi giờ hai anh em cảnh sẽ bắt đầu đi cắm nha mọi người. Giờ cũng còn hơi sớm. Giờ cảnh mới thăm cần đầu tiên đi vô đụng con cá cây mọi người. Lụm em có chơi mọi người. Đã quá. Mới cần đầu tiên. Khai quả lần cần đầu tiên. Quá đã luôn. Mọi người. Làm được em chơi cái chơi mọi người. Mới cần đầu tiên luôn. Cái thiệt khủng luôn. Mọi người. Quá đã mọi người. Giờ cảnh đã ra mọi người. Bảy nha, bảy nha, bảy nha Úc. Đừng thêm. Cô lúa, cô lúa. À, tiếp tục người ơi. Cảnh cũng nghe chính một con trước người, nhảy trọng trọng đi. Để cảnh con gây dưới cái gì nữa mọi người. Bự quá, cá này bự quá mọi người. Không biết cái gì đây. Gịch bự mạnh quá. Nó gịch mạnh quá mọi người. Trời trời mới gịch mạnh quá mọi người. Rồi, nó quấn cỏ mọi người. Ồ, đây mọi người. Ôi, đã quá mọi người. Ôi, vô em mình cây luôn. Quá đã luôn. Cái này trắng mọi người. Quá đã luôn à. Ồ, chút xíu nó xảy luôn mọi người. Dính cái mép có chút xíu nè mọi người. Mọi người xem nè. Hên quá. Mọi người xem nè. Nó dính còn rồi ngay cái chỗ cộng cộng gâu thôi. Chút xíu nữa là xong rồi. Nè, mọi người để cánh lắc cái lưỡi câu mọi người xem nè. Đó. Nè, dính ngay cái cộng gâu rồi. Hên quá. Chút xíu nữa là xong luôn rồi. Thôi, cảnh tắt máy, cảnh móc ngồi lại nha mọi người. Con đó mọi người, không biết con này có bự không mọi người nè. Con này ảnh như ảnh dự việc mọi người, không biết con này có bự không. Ôi đó ui mạnh quá mọi người. Anh lôi mạnh quá. Quá đã mọi người. Ôi em nó đa nó bự mọi người. Mọi người. Ôi đã quá đã luôn mọi người. Ôi có dài nè mọi người. Em này trên nửa ký mọi người.
quá đã. Mọi người, giờ nhóc chàng mới thăm được con cá rô mọi người. Ồ, có con cá rô nè mọi người. Ánh hằn mèn đét coi nó bự nè mọi người. Ôi. Không, đợt trước cái cảnh đi cũng là làm hết con bự hơn con này nè mọi người. Bây giờ nhóc chàng giờ làm thêm con nữa mọi người. Quá trời, cái rô đồng mà nó bự nè trời. Ánh thần của nó bự. Quá đã mọi người. Ui, hết hồn cá rô. Giờ cảnh thăm ra thấy gì dính được em nữa mọi người. Chắc này em trê quá. Coi liệt kìa. Ừ, em trê. Cảnh thấy rồi mọi người. Nó ụt lên đó. Đó. Em trê. Ủa, ôi. Em này bự sao nó liệt dưới mạnh với ta. Trời ơi, nó dính cỏ rồi mọi người. Đi vô, đó, đó. Gà, gà. Dạ. Mạnh gì vậy? Mạnh quá mọi người. Nó quậy mạnh quá. Ừ, nó mạnh nè. Đó, mạnh hả? Đó. Em trai trắng. Cái trai trắng. Cái trai trắng rất ri luôn. Ồ, trắng sát luôn nè. Ôi, em này dai cho coi nha. Ủa. Em này da, thịt nó dai lắm luôn mọi người. Ghê, nó đâm quá. Cẩn thận. Để nằm xuống, ừ, để nằm xuống cho im cái chụp vô cái đầu đó. Vô em chơi trắng mọi người. Báo luôn. Rồi, tiếp tục đi thăm mọi người. Đây mọi người. Đây là cá quét muối ớt chanh luôn mọi người. Này nướng người thêm muối ớt chanh cho vị chua chua cay cay. Ngọt ngọt. Vàng tươi luôn mọi người. Quá đã luôn. Còn đây mấy em ốc sên cảnh cũng cho lên bếp luôn mọi người. Giờ chín khô rồi, đợi mấy em cá trê nướng xong cái nữa là ăn được mọi người. Món mấy con ốc sên này nè mọi người, rồi nướng ăn nó thơm lắm mọi người. Hôm bữa cảnh có ăn hết một lần rồi, ăn riết ghiền luôn mọi người. Đầm lúa. Mọi người, cá trê nướng muối ớt chanh mọi người. Quá đã luôn mọi người. Chắc giờ phía rồi, gần 1 giờ rồi. Mấy em cũng đói quá. Nên nướng mấy em cá trê dưới nướng mấy em ốc sên. Trời, đây cá lóc táp quá trời lóc táp luôn. Cá lóc này ta táp quá trời mà nay cấm cũng ăn ít quá. Cay được không? Chặt được không? Còn nhiều đó mà nó sặc cái rau. Nè, nha, làm ngựa con đi. Dứt con cá cho nó đã hoành tráng. Ủa, nó dai gì? Nhấp cá nó dai. Quá dai. Má mình không hỏi luôn. Cảnh mời mọi người nha. Mời mọi người ăn cá trê nướng cho anh em mình nha. Tới công chuyện luôn. Quá dài. Thì dài là phải dài thôi. Dài mà dài cũng chết luôn. Cá mình như đẻ rồi. Thank you.
vô cái tầng nhận nghỉ ăn. Tầng hai mai nè. Em người cá chè nướng muối ớt chanh mọi người, quá tuyệt vời luôn. Không gì chà. Không. Có phải là mày ăn trái cây mà không hộp nha. Chứ bữa phun rồi nó ăn trái cây nó ăn hộp phúc phèo phèo. Đúng thịt. Quá dài. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Ngon. Alo, trải nghiệm hoài lòng. Quá tuyệt vời. Quá đã luôn. Mà nói rồi. Mày sắm thêm bằng này. Liều bạc rồi. Chở lần xe đi. Vô tôi để anh. Dạ thơm. Một ngọt ngọt. Chua chua. Quá đã. Cái đâu. Trời ơi, cá dê mà giờ bà lấy tay banh không được, phải lấy ra cái dao xẻ luôn, ghê thiệt. Mời nó ra. Đây, cảnh còn con cảnh bây giờ. Quá đã luôn mọi người. Cái nướng nè. Vàng ươm, quá đã luôn. Chấm luôn. Cầm chấm luôn chứ biết sao giờ. Mọi người ăn cái chay nướng với anh em mình nha. Ăn nhiệt tình dữ rồi. Hả? Chịu đói thì sao nhiệt tình dữ rồi. nói chứ ra đồng giờ này là đói lắm mọi người. Giờ cũng một mấy gần 2 giờ. Bây giờ mấy anh em cảnh giờ đói quá mọi người. Cá tre nướng nó con này làm tả phía lù kiểu nó nấu cá chép giòn nó ngon lắm. Cái gì anh? Con này mà nấu kiểu tả phía lù con nấu cá chép giòn á. Tả lù là sao? Làm nghề món gì? Là sao thôi mà món? Như lẩu chua mình không có bỏ cá vô. Phi lê cá này ra. À phi lê ra hả? Ừ. Này, sắc mặn nhúng vô, quéo. Kẹp vô miếng rau thơm, chấm vô miếng mắm. What? Hồi mặn chát luôn nè. What? What đây? What vô? Tới công chuyện luôn. Nãy quét hơi nhiều thấm vô luôn. Này thất câu được mấy anh ta. Nay em thất hơn mỗi bữa. Bữa đi thăm giấc này ta là ít gì cũng phải là từ mười mấy 20 con cá trê. Nay đi thất quá. Nhà ở như bên đó là cái công ty hay sao? Mà có chạy sủa hoài. Cảm thấy bật đèn sợ mình pha đèn mấy giờ chúng ra dưới cái bà. Rồi, giờ mấy anh em cảnh về nhổ câu về mọi người, giờ giếng được em cá trào nữa mọi người.
giờ là 4 giờ mọi người, bây giờ mấy anh em Cảnh cuốn câu về nha mọi người. Này thất quá. Ôi, đây mọi người. Gãy đầu luôn. Lên dây lướt dắt ra Cảnh nhổ về mọi người. Làm được hai em có lóc mọi người. Trời ơi, đã quá trời đã luôn mọi người ơi. Nè. Mọi người xem nó. Ôi, tới công chuyện luôn mọi người ơi. Quá đã luôn. Em này hơn nửa ký mọi người. Quất quát lử câu của Cảnh ra luôn mọi người. Nhờ anh Cảnh ra lại sẽ sớm thôi là cũng sảy luôn rồi. Rồi. Rồi, Cảnh rất trúc leo đây mọi người. Cảnh về mọi người. Hẹn gặp lại mọi người được sau nha. Trong đây cũng được mấy em cá lóc nữa mọi người. Này đi cho dính toàn cá lóc không? Cá tre dính ít.